Một vụ án buôn lậu linh kiện điện thoại từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ với tổng trị giá hơn 70 triệu Mỹ Kim vừa được đưa ra với công luận tại Mỹ từ giữa cuối tháng 4 2019. Ông Lê Hưng Chấn đã bị cơ quan điều tra tại miền Nam California bắt giữ vì họ cho rằng người đàn ông Mỹ gốc Việt này là người cầm đầu đường dây buôn lậu với quy mô lớn nói trên. Nhưng chớ trêu thay, không một báo đài lớn nhỏ nào tại miền Nam California viết bài hay tường thuật về vụ án liên quan trực tiếp đến người con trai của một gia đình tên tuổi trong cộng đồng của người Việt ở tại Mỹ. Truyền thông dòng chính liệu có thể bưng bít thông tin trước sức mạnh khủng khiếp của mạng xã hội và truyền thông online ngày nay? Và người đàn ông này là ai? Các ẩn số đó sẽ có trong Thiên La Địa Võng tập số 1.